quý vị. Chắc thì cũng được đó. Chắc đi. Sáp bà sáp. Tôi cầm bảo bà sáp. Nữa tôi ông chia nha. Ok. Nào đi chứ mất ơi. Đây à. Tính đứng đứng này hả? Đứng 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 chơi mà. YouTube có gì liên hệ? YouTube. Xin chào tất cả tôi YouTube. Lên YouTube là nhiều người. Hoàng Sơn miền Tây. Xin chào tất cả mọi người, tôi là photo Tờ Thảo. Các bạn có thể liên hệ Facebook Tờ Thảo. Liên hệ studio Thành Công. Yeah. Bút so cho tôi. Số điện thoại luôn em. Nhỏ à, em. Mày quá bên đây. Lớn thiếu luôn. Nghe rồi, nghe rồi. Số điện thoại. Nghe lại. Số điện thoại đang người ta mà liên hệ chứ không có sò, không có số điện thoại. Facebook là Tờ Thảo đó mọi người. Nhiều bút so cho tôi nha mọi người. Studio. Tôi là YouTube báo. Hôm nay cháu rồi. Hôm nay là ngày 7 tháng 10. Trong gia đình nữa. Ê, cái quán dữ rồi. Tắt đi cô, tắt đi rồi. Hả? Ngày gã con Trâm lên xe qua thì để dành tình với thì chị xui với người chú. Tôi rằng cho cháu nó trả cho cái công ơn ngày trước đến giờ đó, nó đến ngày cũng lớn. Cái chữ hiếm đó thì bây giờ chuyển dùng cái gì rồi đấy cho cháu nó lại đúng đây đây nè chồng chăm mày đưa chứ chăm đưa sau lưng cơn bọc cái sau lưng đó đưa cho bà nội với ông út kìa lấy ly rượu kìa chăm đưa lại đây đây ngoại đẹp 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 chút coi. Đi nè. Bà ngoại nhắc coi ha nha bà ngoại. Ly này đi cổ của ta không đẹp đâu. Rồi. Rồi, cha mẹ đi. Đây là cũng nhà bác với chú thì mà hôm nay là nhà cháu nó đã lên xe qua về nhà chồng để hôm nay đã chữ hiếm bà lãnh nội chung luôn mới tới đưa được đấy. Bây giờ là ngồi chung mới được con bác con chú này kia em vậy cha mẹ thì phải bây giờ bắt vô cái giữa này ngồi luôn nè nó dễ chậm rồi chú Năm nó qua bển đi kìa kìa chú Năm mua ngồi cái thanh chờ chú mẹ cái ghế này qua đây coi ừ rồi chú Năm đơn giản không rồi lên lên tự ống gì cửa bán chứ đến mà đi kia rồi. Tối rồi. Ở trong
chơi bà ơi. Thầy đeo dụ vậy không biết. Hôm nay là cha con thì đã lên xe qua cho bây giờ hai chồng mình uống với nó rằng nó trả một cái chữ hiếu công dưỡng dục ngày trước đến bây giờ để nó đền ơn đáp nghĩa nên uống ly đi nói thì đừng khóc rồi rồi có gì nói với con nha thấy đây bạn đi nữa mà đang bây giờ Rồi về tới mà bắt hai này kia nè. Ông ngoại còn không đổ lắm à. Ông Út là miễn. Sáng rồi. Chị xui chứ chú rồi bây giờ với mấy mà bác cho giờ chú có chăm bây giờ cho đến sáng sáng gì bà con. Cháu được rồi, đừng giúp cháu nữa lại xong rồi từng giờ tới bằng tới bằng hai rồi bằng hai quan trọng nói chứ anh em là lâu gặp quá thì chị con với anh hỏi con có chú đi bộ dính nhíu quá rồi cứ bây giờ quá lên vô tích ba đó nha cả thế giới coi đó quả thật luôn nha, ở Mỹ mẹ coi đó. Thế giới coi đó, YouTube là cả thế giới coi đó. Chứ quả thật luôn à. Thật có chồng nữa quá. Coi mà làm mai luôn à, làm mai nước ngoài luôn nha. Thôi rồi, nước ngoài đi, ngoài luôn đi. Ông nào 70 tuổi mà được nha. Mà nó chưa chồng á. Chưa chồng. Rồi bây giờ xong hết. Rồi đó mà hai. Rồi thủ tục đi, làm thủ tục. Điểm đó lại cậu ba, cậu ra đứng dậy đi kìa, cậu. Vợ chồng con ha, cậu hạnh phúc. Dạ, rồi chú ơi chú. Lên đây mình chụp cho lên đây hả? Lên đây cho cám nó cho. Kìa chụp hình cho gà ha. À. Rồi nhau chú sắp sắp vô con. Đúng rồi. Rồi nhìn máy giáo rồi đây. 1 2 3. Ok. Rồi để luôn. Rồi ở chơi. Rồi giờ tới bốn năm nay cũng bốn rồi không bốn cũng khổ bốn còn trước vậy thôi rồi bảo một kiểu nha cầm tiền đi ốp rồi bây giờ chơi nó gọn đi đặng đi ra rồi nhìn máy con là bốn hai rồi đi bắt tay đi tới bắt tay bắt tay đi một hai bắt hai là 5 triệu nha quý vị.
triệu, bắt 2 giờ vậy là 5 triệu. Đứng ngay qua, đứng ngay ngay là... Đứng kéo vô quay mặt cái đây nè. Đứng kéo vô quay mặt cái đây nè. Mày à, thanh kêu bắt hái nha. Đây, 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 đây. Quăng cái tay luôn rồi. Thầy đi bị điển luôn nè. Rồi, nhìn mấy con nha. Một, hai, ba. Cảm ơn nàng Hoàng rồi, thank you, thank you. Cầm cầm đây, cầm bông đi, tiền luôn. Cầm lên tay luôn. Bác ba 1 triệu. 1 2 3 dạ rồi. Chú Nam, chú Nam. Năm gửi thiệt. Chú năm gửi thiệt rồi. Chụp hình chứ hả? Vậy là không chịu không miễn. À, thấy bốc chưa mà chốt chưa thôi hút. 1 triệu. Rồi. Cảm ơn luôn. Cứ mẹ cảm ơn tiếng lạng triệu à. Cảm ơn tiếng lạng triệu nha. Mẹ cho gì? Rung tay hả? Thôi rung tay thôi. Bữa nay cầm giảng rung tay luôn lại. Quên đây nè, đeo đâu? Nó cái đường đeo kêu ban nữa, tôi đeo trước cho nó cái đường. Nó dùng tay quá, vàng đeo nhiều quá, lơ dùng. Vàng đeo nhiều quá rung tay à. Ngủ không được á. Cái nghe cho con bụng gốc nghe. Chuyện này là hết bổn phận rồi đó nghe, là mốt nó có chồng mà hết bổn phận thì tự giờ chồng già lo đi. Anh Bảy ơi, anh sổ một hai con nho rồi anh Bảy. Có chồng mà nhường trách nhiệm cho em đó. Đúng rồi, nhìn máy con nha. 1, 2, 3. Rồi lấy
kết thúc như vậy. Bởi giờ ra sao đi? Từ từ đi. Kênh Hoàng Sơn miền Tây xin chào tạm kết thúc video, hẹn mà những video khác còn hấp dẫn hơn và đặc sắc hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.